Gung mút xứ nghệ Gudar Vânâm Đà Tà Liệt Vì Si Rụp Hòa Đồ Alá Ani U xứ nghệ Gió Tò Nê Gít Tút Là Đùl Ani Bòn Gế Rớ Ani Rụp Mri Đà Nhàm Bà Đần Rớ Giao Lâm Chắc Rà Gây Tút Mơ Ani U Nghi Xuân Hà Tĩnh Gấp Cơ Tùy Sinh Ram Yang Rớ Ani Bri Đà Nhàm Gế Chân Rơ Mơ Găm Gế Quần Gít Nền Tây Tút Si Chợ Ca Chù Gế Yết Alá Si Câu Kiều Gơ Lô Ngột Dắt Alá Si Chợ Ở Đó Cho Đồng Bòl Tầm Đò Nghi Xuân Đùl Ani Bòn Chắc Rà Gây Ở Gít Đờ Rài Đò Tế Hà Gế Đại Thi Hào Lơ Gar Nguyễn Dù Tế Hà Gế Hiểu Thơ Nguyễn Công Trứ Tầm Đò Găm Gế Alá Bép Sa Bờ Cá Lá Nụ Chào Xin chào quý vị khán giả, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Ở gấp xá hệ tịp bơ tầm trên nào lọt tế lây xa xì lây. Ở gấp xá cầm tớ lọt, ghế rớ bà ta niam, mờ bà ta gít ngăn kể ít tút ấn ý ủ tế còn bờ nút châu lâm mờ bếp xa ít. Ngày đó hè lọt tế lây, tàn giả gấp xá xình bà lò bò lì. Con hòn Nghi Xuân, âm gác đông bắc trà Hà Tĩnh, ba thủ đô Hà Nội, bè ri hàng ghét kê sổ đi gác bắc. Tút Nghi Xuân, bòn tầm đại thi hào Nguyễn Dù, tầm đo căm tật gồm rớ bạc tà niam, anh ấy di tích Nguyễn Công Trứ, đền Củi, chùa Phong Phạn, chùa Thanh Lương, nế mơ chiền, tía quá, trầu nách, bơ làm bá. Ta kiên a lái tỷ liêu và mơ rớ cho nào niam vì ca chùa cổ đạm và ta cân hơ kiều tiên điền xuân liên sắc bùa xuân lam mỡ lá làn điệu dân ca ví giảm nghệ tĩnh nghi xuân găm là anh ấy ủ giàu rắp rớ giàu làm giàu giàu Nghi Xuân Hà Tĩnh dắt anh Gít ghép bè bà ta đường. Ở Gít Vi Tùng, lọt tút đò rớt tớ rau, khen Gít bà ta hớ sợ ở. Nhung cần lục anh Gít sơ đi ở. Bà ta bớt trơm dắt anh kế rớ trào Gít. Nghi Xuân Hà Tĩnh là bòn tờm đại thi hào Nguyễn Du. Dắt anh đó là trên nào kế trần rờ lào trước, cầm trên nào tớ bà tay là xì lầy. Điệt lành hay xin tay từng Gít. Tam đền thờ, ông Nguyễn Công Trứ cầm prap băng phản lú, mà ông Palmer a lá danh sĩ đàm đạo văn trường. Nguyên Pal, Bill, ở đó Pal, mở a lá ụt đào, đất a lá dây điệu, nhằm tổ ca trù. Nguyễn Công Trứ tên gớt ca trù bớt bà ta ở đó ít gara diện thể thơ thuần Việt. Cứ tuổi ở đó Palmer điệu phách nhịp đàn và lúc Palmer sướng mờ thờ dớ ngôn mờ cách Palmer prao chích bó bài Đớs ở đó kế vân quách mờ yun đớs ở đó chỉnh bà ta ở đó nèm ít Việt Nam Gam ít mờ ca chù tàm bòn Nguyễn Công Trứ ghét xin lại cho yun làn điệu ca chù tàm giáo phường cổ đạo Nghi Xuân ghét bật ni vớ gare yao tút bà ta diễn sướng Ông ơi tú còn trời quần uy viễn tướng công Nguyễn Công Trứ ghé tuổi trên ao còn có nem ngăn hay là ông lại trao ghét con đường tầm proper đường ủ té tao bó giòn trên ao ở đó mới nay là tôi nói trao ắt bộ và ná trên ao nem tầm cân hoàn nghi xuân khiến ông có tuổi già trên ao đất to vì lây Alá hiểu trời quần né tờ chiếc tầm đỡ ri hàng xa năm, đừng trời ghé tù chứ nào mà ở mình còn ghít mà rớ cho trầm ghít tù chứ nào rải tờ nớ in kỳ ngàm. Đù si chắc là gây cho in cờn, đù ít si cà tàng bộ cho in cá, đất văn là bà ta nèm kít xùm. Chào tôi gồm đất bể hớ nét nèm, mây à ở ta nèm trầm mời cho nào. Tôi bó đường ụ tróa, tôi bó giòn cho nào ở đó. Còn cung ghít là uy viễn tướng công, găm ghé hồi là văn võ song toàn, ông có tuổi lớp quan triều đình, mơ ông găm và chế tân chích, đừng tâm si ca chủ là gà hiểu cung về cố đạm đi ở. Ông là tù hiệu thơ trác Việt, kết rớ ngăn bài thơ Chí tút đất ở đó ca chủ, mơ bớ thể thơ đất ở đó ca chủ bộ vụ thể thơ tầm Việt Nam, gần đào bà. Hơ là thể thơ đất ở đó mời chất a lá cho nào bờ hi trời quần tu to ung ghét lau tu hiang pram chất bài chi tus ca chù mà gia tu to pa tur cùm ghét po chất bài gợi ca chù tam làm lơ gar to a lá chả gấp bắc cá chung
gen khả rớ là cam ở đó ở lá bài ổn đề. Ở tiệc lành rớ cho cùng ở tác quận nền tốt ca chù tò. Ca chù cầm ghế hỏi là đớt cô đầu, đớt à đào. Ở gấp xá tốt tò, dơ tò gấp cầm gó rớ cho tầm nghi xuân. Ở đó ca chù mình hờ nèm. Ở mình là lá chọc kra mà rút bần nù, cập á lá ô tít drum ở đó. Tô ngăn là bà ta nèm, chỉ tôi thân giả cấp xá và mờ bồ hì, xin kích tay cho nào ba, bà mờ hớ là tù biếp xa ở tuổi kế căn tốt tốt tò. Phong sang bòn bích họa nham tầm xã tiên điền bòn đại thi hào nguyễn dù a lát si rụp ghế tre đang a lát bức tường của tà bòn này nó lây còn có to là câu thơ đi ở bạt câu thơ to gam đất tút tầm gân lây tầm kiều hà đăng rụp ghế bà câu kiều ông Nguyễn Du mờ ghế tên gó mờ tiếng Việt mờ đỡ mê đế mờ đỡ anh giữa lá si rụp rầm nha đo là bòn tơm đại thi hào Nguyễn Du cho nhân văn hóa thế giới cập nâm rụp rầm ghế mắt patakis tu nái cho tam truyền kiều Nguyễn Du Pratis Alas Rục Kiều, Alas Lành Điệu Kiều, Lẫy Kiều, cam ghế tụ cầu lạc bộ văn nghệ dân gian, bòn, bớ to lạc hạ, dân ao tới chức tù tầm nghi xuân. Cập bòn trầm ghế tù chân nâm, tê hát tờ gùm mắt, bớ lớp rõ ghế trùng hà, bò lê tút xìn bró lớp, cầu lạc bộ văn nghệ dân gian đò bì lệ. A mình xin mang prap hiểu niềm gló ha srom ta lir bòn mơ a lá hoàng krơ chào bòn phong giang găm lơ pas rai gis nổ stor bơ huyền bòn. Tạm đò, tu cuồng là tòa nghệ sĩ bơ tít tút kra trong lây cung cơ tuổi ở đó đỡ làn điệu dân ca ví giảm. A lá làn điệu lồng ngột niềm tồr vì nổ cho xứ nghệ yun tút chào nách riệp ngài. Mẹ lo ơi, bùm xéo cần ghé lá xì lây. Bùm xéo này chớ là bà ghé bùm, đớ bà là khóa, đớ bê là khóa dụ, mơ bột bà. Rồi là bột nếp, nếp đó, mình cháy là bột đi cho nấu cho gì. Và đường. Bô bật cá ngăn, anh chở ngăn, tu ghế xa bên nhau, bùm xéo đò, tu cơ gầm tú, mời cho đò xin, gơ xa ngăn bì lây. Bật cá ngăn mè ló. Tu bòn nèm, tu đò, đang trả gấp xá, xa biếp xa bật cá, ghế xin rụp nèm, mở ghế ép ví giảm. Giờ là bà ta hớ nếp bên trình tụ bà ta nèm tụ bòn ẩm mà lỡ hè in cá xùm. Với bà hớ mà anh ghé tụ chân nào cảnh đớt là tú hè tú đò bà âm tạm hôm sơ tay bì đò. Đi âm bì đò ghen hè ghét rớ bà ta ở cơ tuổi chuối.
làng cổ đạm xưa. Bòn cổ đạm nhau là tụ bòn là nghịt là ngày. Ghe tà chót tít cà sàng mơ ngày ngày là brass bọ là bộ bên nâm hồng tam chỗ mơ tú bị tre trụ. Giống như chốn bồng lai tiên cảnh. Ông có hóa xì sừng gơ ra dùng bì tò, kênh gơ ở là bà ta lây sợ ở bì. Bà ta niêm văn đình bòn là xì sừng gơ, gơ ghế xìn là đồ nhạc cụ, đồ phân màng tầm bòn. Sắp sừng gơ ra tát, tầm ả lá ngay bà chung tường, bê tú tầm gơ sân năm pa, ngày tú thành hoàng bòn. Thứ hai là vào ngày lễ, ngày dỗ của thành hoàng làng. Trắp tú tầm gơ sơ năm a lá ồn châu kra tầm bòn còn sau tờ nái châu trầm trù gùm tús chun hô tột hô mơ gần giờ sơ năm pa tús mơ ngăn hớ là tú dơ qua màng ngăn mời châu gút sơ năm ghế a lá châu âm tầm bòn hay là bòn ngài mơ lơ garan đầy đầm ri mơ tết là tơ nái trâu từ cùng vầy tòng mắt ghế trên nào đớt niêm chun hô tường tầm tịp mắt trở hợp mơ cùng ít ả lắc ân ngày cho đường sơ năm tầm đò. Ca chủ cổ đàm và ta kít tù di sản niêm bal cùng với 15 tỉnh thành khác. Chất pram cha rằng đây anh ấy ủ ở đó cổ đạm nghi xuân hà tĩnh nét ta chích văn trình được bắt ta căn hờ và bớ giàu ca chủ nhâm tầm Việt Nam. Ông Lê còn ghét ca chủ cổ đạm ghét tú pràn ngăn vì hớ ông cô tù gia tú dơ hớ cơ bị lây ở. Ca chủ cổ đạm gơ hồi là ca chủ đại hàng ở đó a lá quan tam triều. Ca chủ ở lá bòn vật chế là tiểu hàng. Ca chủ cổ đạm ngay hớ ghép bật ni cờn ngăn tầm triều đình. Cập tút chế pe rài bắt tàu triều Nguyễn. Còn kênh lục tay là bắt ta cây bớt ca chủ cổ đạm mỡ đã làn điệu ca chủ tắm lá bòn tay vì lây. Ca chủ cổ đạm ở đó là lé sắp ở đó đi đỡ mơ mê tế. Đi đỡ chào tế ca đủ ca chủ tì. Tốt mỡ ní địa linh nhân kiệt nghi xuân đi ở ép tu làn điệu ca chủ cổ đạm nách né rõ đỡ cái nhấp tầm bà ta niêm dút dào. Lâu hàng hàng sân năm, bà ta niêm đô găm prap kèr bà ta chủ dạ. Sân năm bà rà bồ xin, ca chủ cái UNESCO Center là di sản phi vật thể, bà ghế prap kèr, hai câu lạc bộ ca chủ Nguyễn Công Trứ mơ cổ đạm vỡ nghị xuân, nếp bàn tăng yên ca chủ tốt sẻ bà lâu mơ nách quan bà ná. Tần trích lớp tình kýt nụ sờn cơ bó ca chủ tút rài ngay to mơ ná ở hình. Ghét ca chủ gần ghế tú hè cá quân ở lái ngay giàu mơ gớt sớ mê ló cùng ở đó ghế tù cho nào cờn prắp xá quân cá bòn giàu. Bon he sa bal piang bon. Mẹ rồi là cô của chúng ta cũng thỉnh thoảng nghiêu ngao hát đúng không ạ? Và thêm một cái điều nữa mà chúng tôi muốn gợi nhớ quý vị quay trở về miền ký ức, chúng ta sẽ cùng thưởng thức một mâm cơm đậm đà những hương vị của miền quê được gửi tới quý vị. Vùng quê nào cũng có những bon lây cùng ghé lá xì xa mè bạp. Vì thế càng đi bơ hớ mà sa lây cá mè các bòn sùm cá tút lá biếp xa tơ bó bơ tít. Tân cười tụ ngay lọt làm bá ghen chưa to tân trả linh ri sa piang pal mơ mê to là la biếp xa ở smơng tầm bòn đó là biếp ca chim hồ rụp bùng đó là play rụp bùng găm bần ta cho pet pri y xoành gớ sớ cho ân sạt mơ play rụp bùng hớ cơ tuổi ân xa tầm gụt sơ năm
Ca Chim, Châu Hồ, Rupung, Phùng To là Bếp Xã La Bòn Hà Tĩnh. Cá Trầu, Gầm Mân Hà Bứa, Cá Trầu là Ca Lây Hà Mọ. Cá Trầu hỏi là Ca Quả, Maya cho Tầm To hỏi là Ca Trầu. Tầm Cà Prang cho Ất Gầm Bếp Sạt, Ca Trầu Mân Hà Bứa, Bứa Làn Ha Lời Gầm Bếp Sạt, Chư To Đân Dạ, Mẹ Ó Linh Sa Bếp, Piang Palia, Alá Bếp Sa, Vì Payal. Ghé xa bếp và các Hà Tĩnh là ghé xa a la bếp nhà mặt lau chứ anh ấy ổ đỏ té ghé a la bếp xa ở smờn chèn nổ sân hâm bòn đường a lái trâu còn ngày bòn cá rì đơn nách tạm làm vân nát cần tút xa.